Bánh dứa là một món bánh truyền thống của người Đài Loan và được tin là sẽ đem lại những điều may mắn trong những ngày đầu năm. Trong khóa học này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn 5 công thức vỏ bánh và 5 công thức nhân bánh khác nhau. Ngoài ra, các bạn sẽ nắm được tất cả những lưu ý, bí quyết trong quá trình làm bánh. Hy vọng sau khóa học làm bánh này, các bạn có thể tự tay làm những chiếc bánh dứa thơm ngon cho gia đình và người thân.